cáo thật, tôi cứ làm review Note 20 rồi Note 20 Ultra các kiểu thì lại có mấy ông comment ở dưới là tầm này mua Note 10 Plus cho nó ngon. Cáo. Ok. Thế thì thể theo nguyện vọng của các bạn, hôm nay mình sẽ đánh giá lại Note 10 Plus sau hơn một năm ra mắt. Thời điểm hiện tại giá của nó bây giờ ở Di Động Việt đang bán với phiên bản hàng Mỹ 12GB 256GB bộ nhớ trong là 13 triệu. Đặc biệt là đừng quên mã làm thành viên VLAB, các bạn sẽ được giảm giá 150k nữa đấy. Với cái chiếc Note 10 Plus này thì mình nghĩ rằng sau một năm giá bán đã giảm một nửa, nhưng mà giá trị của nó thì vẫn gần như là giữ nguyên. Mình thấy rằng các dòng Galaxy Note cũng hơi giống kiểu mấy ông chip Intel ấy. Trừ thời gian gần đây cứ 14 nanomet cộng ra thì thường sẽ cứ phải là khoảng 2 năm thì mới có một cái sự nâng cấp lớn. Như kiểu là Note 8 và Note 9 nó hơi tương đồng một chút, lên Note 10 sẽ là một sự nâng cấp lớn này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có là Note 10 Plus và Note 20 Series thì nó cũng khá là tương đồng về mặt thiết kế. Do đó đây là một trong những cái lý do mà rất nhiều anh em cứ hay comment ở dưới video, và mình thì cũng một phần đồng tình. Nếu anh em đang sử dụng Note 10 Plus hoặc nếu anh em thích cái dòng Note Series, thích cái cảm giác sử dụng S Pen, thích cái thiết kế sang trọng của chiếc Galaxy Note 20 Ultra, thì anh em nếu không thực sự dư giả về mặt kinh tế, anh em mua Note 10 Plus cũng ok. Tất nhiên Note 10 Plus vẫn có những cái điểm kém hơn, như là cái nốt ruồi to hơn một chút. Ở cái màn hình của phiên bản cao cấp nhất là Note 10 Plus và Note 20 Ultra thì màn hình Note 20 Ultra nó cũng to hơn một chút, và cái Note 20 Ultra thì nó có đảo ngược một chút về mặt vị trí phím bấm cũng như là S Pen. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy rằng cái thiết kế tổng quan của chiếc Note 10 Plus nó chẳng có gì gọi là kém sang đi ở năm 2020 cả. Đặc biệt đấy là camera của nó không lồi. Có lồi nhưng thực ra là lồi rất là nhẹ, cho nên là anh em không dùng ốp thì cũng ok, mà thực ra là mua ốp dùng các thứ cảm giác cầm trên tay nó không bị quá là nặng tay về phía cụm camera, cầm thì cũng thoải mái và cũng đỡ sợ hơn cái chiếc Note 20 Ultra này. Tất nhiên là do cái viền màn hình cong cho nên là cầm vẫn cứ bị trơn trượt, và mình thực sự khuyên anh em là cần phải dùng ốp khi mua cái chiếc máy này. Đó là về mặt thiết kế. Còn nếu mà đánh sâu hơn về những cái điểm cải tiến của Note 20 Ultra năm nay để nhìn lại Note 10 Plus, xem rằng liệu rằng ở cái mức giá 14 triệu đồng trở lên đó với các phiên bản hàng của Note 10 Plus thì nó có đáng mua hay không, thì mình sẽ bắt đầu thấy có những cái điểm nâng cấp khác. Ví dụ như là cái tốc độ phản hồi của S Pen trên Note 20 Ultra là 9 mili giây, hay là phiên bản Note 20 thông thường thì cũng là khoảng 26 mili giây. Tức là cái tốc độ phản hồi của S Pen trên Note 20 Ultra sẽ nhanh hơn gấp khoảng 5 lần của S Pen ở trên Note 10 Plus. Về cái tốc độ phản hồi, mặc dù là nó chỉ là ở mức mili giây thôi, nhưng mà mình công nhận với anh em là khi anh em viết vẽ bằng bút S Pen ở trên cái màn hình của hai chiếc máy á, anh em sẽ nhận ra là đúng, cái bút S Pen ở trên Note 20 Ultra nó có một cái tốc độ phản hồi nhanh hơn. Cái này còn kết hợp cả cái yếu tố của màn hình thì mình nói sau nữa. Nhưng mà thật sự thì mình nghĩ rằng anh em sử dụng cái bút S Pen ở trong dòng Note ấy, nó đã ít rồi. Mà anh em thực sự sử dụng nó chuyên nghiệp để vẽ, để làm những cái tác vụ mà cần thiết đến cái tốc độ phản hồi đó ấy, thì nó lại còn ít hơn. Do đó cái tốc độ phản hồi nhanh của bút S Pen là một điểm cải tiến và là một điểm cộng mà mình cần nhắc đến. Nhưng mà là một cái điểm đáng để nâng cấp hay là đáng để anh em suy xét khi mua máy thì mình nghĩ rằng nó sẽ nằm ở cuối danh sách luôn. Ok, thì đó là về cái bút S Pen nâng cấp. Ngoài ra về màn hình thì sao? Màn hình ở trên Note 20 Ultra chủ yếu là có cái chế độ 120Hz tương thích ở độ phân giải là Full HD+. Ngoài ra khi mà ở độ phân giải 2K+ thì mình thấy rằng chất lượng hiển thị của cả hai chiếc máy này không có gì khác biệt. Anh em chỉ có lưu ý thôi là ở thời điểm hiện tại Note 10 Plus mà nếu anh em mua với mức giá tốt như vậy thì nó sẽ là hàng cũ. Do đó thì cũng có dạng hàng này, dạng hàng nọ, anh em cần phải test kỹ hoặc là anh em cần phải mua ở những nơi uy tín. Bởi vì cái màn AMOLED thì anh em biết rồi đấy, nó có một chút cái vấn đề và phốt về những cái lỗi ở trên những tấm màn AMOLED của máy Samsung đời cũ. Do đó mình nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại anh em mà mua máy cũ thì một năm như Note 10 Plus vẫn ok. Chứ còn 2 năm trở đi thì cái màn hình là một cái yếu tố khá là cần phải cân nhắc. Rồi, và đến hiệu năng. Hiệu năng thì không phải bàn rồi, Snapdragon 855 ở trên Note 10 Plus quá là kinh khủng. Anh em có thể xem lại video năm ngoái Phong có làm về so sánh hiệu năng giữa Note 10 Plus bản Hồng Kông và bản chính hãng 855 với cả Exynos 9825. Thực ra cái con Exynos 9825 của phiên bản hàng chính hãng mà mình đang dùng bên này thì mình thấy rằng nó rất là ok, thậm chí là ok hơn cả cái phiên bản Exynos 990. Đó là trong những cái tác vụ cơ bản nó không bị nóng. Exynos 990 kể cả những tác vụ cơ bản nhé, nó vẫn hay bị nhanh bị ấm lên á. Đó, còn trong các tác vụ nặng thì tất nhiên là nó thua đứt đuôi cái bản 855 rồi. Do đó thì mình cũng khuyên anh em là mua luôn cái bản Mỹ thì giá nó vừa rẻ mà hiệu năng thì nó ok. Cuối cùng thì đó chính là camera. Nếu mà so với những cái chiếc flagship của năm nay thì Note 10 Plus mình nghĩ ngoài cái thua về màn hình mượt, nó còn thua về một mặt nữa, đấy là camera zoom. Note 10 Plus thì nó chỉ có camera một góc siêu rộng, góc chính và một camera tele là 2x, zoom tối đa ở chế độ chụp ảnh thì lên là 10x, là có cả zoom kỹ thuật số rồi. Ở đây thì mình tạm thời mình so sánh nhanh với cả Note 20 Ultra thì anh em có thể thấy ngay là ở 1x
hay là 2x của camera trên Note 20 Ultra, nó là cảm biến chính xong rồi crop zoom những kỹ thuật số vào nhá, thì nó cũng không khác biệt gì nhiều so với Note 10 Plus. Zoom đến 5x hay là 10x hay là 50x thì tất nhiên là Note 20 Ultra ăn đứt đuôi. Ngoài ra ở trong điều kiện chụp thiếu sáng thì cái cảm biến lớn của Note 20 Ultra nó cũng có một chút cái lợi thế, ví dụ như là nó có thể lấy những cái màu của lá cây hay là những cái chi tiết nó ổn hơn, nó đỡ bị noi. Nhưng có một cái vấn đề, mình thấy rằng những chiếc flagship hiện nay mà hay được trang bị camera tiềm vọng để ăn đứt đuôi Note 10 Plus ấy, thì nó cũng thường là đi kèm một cái cảm biến chính rất là lớn, ví dụ như là 108MP trên Note 20 Ultra, 40MP trên Huawei P40 Pro. Thì những cái cảm biến đấy do kích thước rất là lớn, nhưng mà chụp ở điều kiện đủ sáng, cái điều kiện mà chúng ta hay dùng nhất ấy, thì thường cái bộ lens của nó sẽ không đủ khả năng để giữ nét cho toàn bộ khung hình. Khi mà chụp cận cảnh thì nó hay bị phần outness hay là bị mờ ở các cái phần viền, hay thậm chí là chụp vật thì nó cũng bị xóa phông khá là mạnh. Thì đó, anh em ở đây nhìn ảnh là thấy rõ ngay, mình chụp thử cái điện thoại của mình với Oppo Pikachu ấy, thứ nhất là nó không lấy nét được gần, thứ hai là nó xóa phông tự nhiên thì ok đấy, nhưng mà nó hay bị mờ ở phần viền. Thì cái này mình nghĩ rằng là vừa là điểm yếu cũng vừa là điểm mạnh của một cái cảm biến to hơn thôi. Thì do đó khi anh em mua Galaxy Note 10 Plus, anh em sẽ lại ngược lại, hơi yếu một chút về mặt chụp tối, chụp đêm, nhưng mà chụp cơ bản điều kiện chiếu sáng, chụp trong những cái khung hình chính này thì rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là những cái tính năng thêm nữa. Thực ra là ở đây mình đang giới thiệu với anh em cái phiên bản hàng cũ thôi. Còn nếu mua hàng mới á, anh em sẽ thấy có cả một số những cái hay, như là Note 10 Plus anh em sẽ được tặng kèm ốp trong hộp này, anh em được tặng kèm ngòi bút này, nhưng mà thôi cái này không bàn nhé, hàng cũ rồi. Nhưng có một cái nữa là Note 10 Plus hỗ trợ sạc tối đa là 45W, cục sạc tặng kèm là 25W. Còn Note 20 Ultra thì nó chỉ hỗ trợ tối đa và cũng là cục sạc tặng kèm luôn là 25W thôi. Cái này thì mình cũng cứ đề cập thêm bởi vì anh em mình nghĩ rằng mua thì dùng sạc 25W là đủ rồi. Mua thêm cục 45W vừa đắt tiền mà cái sạc nhanh hơn thì nó cũng không là bao nhiêu cả. Quan trọng là mấy chục phút ban đầu thì nó đều nhanh như nhau cả thôi. Mẫu máy này ra mắt được 1 năm rồi thì anh em sẽ có cái gì và được cái gì? Có, đấy là do Note 20 Ultra không thay đổi, không cải tiến nhiều so với Note 10 Plus nên anh em vẫn được phép sử dụng một cái chiếc điện thoại flagship, tính năng đầy đủ, độ nhận diện, rồi cả những cái phụ kiện, rồi tất cả mọi thứ khác rất là ok. Mất là mất cái gì? Mất thì tất nhiên là do hàng cũ nên anh em cần phải check kỹ về mặt kháng nước, về mặt màn hình, về mặt một số những cái phụ kiện, linh kiện đi kèm, cũng như là hiệu năng của máy thì có suy giảm đôi chút, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái đấy không phải là vấn đề, nhất là khi anh em so sánh đến mức giá của nó thì mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại quá là ok. Nhưng mà tất nhiên nếu là mình thì một con bỗ nghèo khỉ thì mình sẽ chờ nó giảm xuống 10 triệu mình mua tiếp. Hẹn anh em lúc nào 10 triệu thì mình sẽ lại làm review cho anh em, đấy là sau khoảng 18 tháng gì đấy. 10 triệu Note 10 Plus so với cả Poco F5 Pro nó ngon như thế nào. Ok chưa? Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.